Mến chào quý ông bà cô chú anh chị nha. Thì hôm nay thì trên cái đường đi làm của mình đó thì mình có gặp em Trí. Thì có vẻ là em ấy là đi bỏ nhà ra đi và trốn nhà ra đi là nhiều ngày rồi, nhưng mà gia đình này có vẻ là chưa có tìm gặp, nên là hôm nay cũng có duyên nên là gặp em ấy đi ở bên ngoài nè, có đem theo một cái chú chó nữa, nhưng mà chú chó đã mất rồi. Thì hồi nãy thì mình với anh Tân ở đây thì cũng có liên hệ với địa phương, với lại là ở bên chỗ khu vực của em Trí này nè, là ở bên xã An Bình, thì cũng liên hệ được. Và hiện tại thì người thân cũng biết là em ấy đang ở đây và đang trên đường qua để mà nhận bé về. Đó. Thì qua trao đổi thì thấy em ấy là có vẻ là tinh thần thì không được ổn định và có những hành vi rất là kỳ lạ. Và khi mà khám bệnh rồi thì bên chỗ bệnh viện có kết luận là nói em ấy là bị rối loạn hành vi, đúng không Trí? Rối loạn hành vi là bị đi khám bệnh cách đây 3 tháng rồi. Thì ở nhà như thế nào thì mình không biết, nhưng mà ở đây thì mình thấy là bé nói chuyện là không kiểm soát được, và miệng thì có vẻ là bị chảy nước dãi, rồi tay chân thì có vẻ là cũng hơi run, rồi nói chuyện lúc nói được và lúc nói không được, mà lúc coi như là lúc tỉnh lúc không tỉnh đó. Rồi cũng không biết là cái nguyên nhân như thế nào. Thì em ấy nói là gia đình hay là có giống như là la bé hay là mắng bé đó, nên là nhiều khi Trí cũng hoảng sợ bị ám ảnh. Nhưng mà thật hư là như thế nào mình không biết, là có thể là do trong lúc nói thì em ấy là đang lúc nóng giận hoặc là tinh thần không được ổn định, nên là em ấy có những cái lời nói về ba mẹ của mình như vậy. Nhưng mà thật sự mà nói thì phải đợi gặp ba mẹ của em ấy thì mới biết là thật hư như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình tìm hiểu nguyên nhân như thế nào dẫn đến là bé bị rối loạn hành vi như vậy, và bé có những hành động như vậy và có những cái lời nói về ba mẹ của mình như vậy đó. Tìm hiểu coi sao. Thì thường là Trí ở nhà thích sở thích của mình là gì Trí? Điện thoại hả? Rồi có chơi game không? Có. Có cái nào chơi game giết rồi muốn tung hoành giang hồ đi ra ngoài bỏ nhà cái đi không? Free Fire á. Chơi game gì? Free Fire khác đúng không? Free Fire là bắn súng á. Game bắn đúng không? Súng sinh tồn á. Dù á. Biết rồi. Nhiều bạn lắm, con em mình bạn gái chậm á. Vậy hả? Rồi chơi game bao lâu rồi? Đó có 3 năm rồi. Chơi game 3 năm rồi? Ừ. Rồi điện thoại ở đâu chơi? Mượn ta chơi. Điện thoại mượn hay là điện thoại của nhà? Mượn. Ừ. Nhà đâu có nào mua. Ồ, cái này hay là chết mẹ vậy? Hay là có rồi đập hết rồi? Nghèo. Có đập điện thoại không? Không. Hay là ở nhà chơi game quá rồi ba mẹ chịu không nổi, rồi bắt đầu là sợ ba mẹ la mắng rồi xong rồi đi ra ngoài đang tìm đường chơi game rồi phải không? Em biết. Phải không? Em biết. Nói đúng rồi phải không? Đúng rồi. Đó, thấy chưa? Tôi đã tìm đúng cái nguyên nhân của mấy người rồi ha. Là mấy người là chơi game nè. Chơi game xong rồi ba mẹ la, ba mẹ chửi rồi xong muốn bỏ nhà ra đi đang chơi game rồi phải không? Đúng rồi. Đó. Tại sao mà qua sao mà giấu tôi được chứ ông? Tôi nhìn là tôi biết rồi. Trong nhìn thám nước ngoài phải ta? Tôi là coi như là tôi tìm hiểu, tôi nhìn là tôi biết mấy người chơi game. Ừ. Tôi nhìn mấy người chơi game mà tôi biết à. Mắt thâm quầng rồi tôi biết ông chơi game rồi. Rồi chơi game rồi đập điện thoại luôn phải không? Đập luôn. Sao đập? Ghét. Ghét ai? Ghét cha mẹ. Sao ghét cha mẹ đập? Chửi ngoài ghét. Rồi có suy nghĩ là sao mà ba mẹ chửi không? Không có. Sao không có chứng ngược? Xét nghiệm rồi. Ba mẹ chửi là do là chơi game, không có lo chịu đi học, không chịu đi làm. Xét nghiệm rồi. Không, nhưng mà đang nói cái chuyện này. Xét nghiệm đúng rồi. Biết rồi, xét nghiệm rồi, biết là xét nghiệm ADN rồi. Nhưng mà do là chơi game nhiều, không có chịu nấu cơm, không có chịu làm công chuyện nhà, nên là ba mẹ chửi, ba mẹ lắng, phải không? Đúng rồi. Rồi á, không chịu đi làm phụ mẹ, nên là ba mẹ chửi và đập điện thoại luôn, phải không? Quýnh nữa. Quýnh nữa. Nhưng mà tại lì quá. Năm trăm cây lợn trong hết rồi. Em biểu lì quá trời chơi game tối ngày làm chi? Ông bị vậy chắc cái điện thoại không? Rồi đó giờ đập mấy cái điện thoại rồi? Mấy con cái à? Thiệt không? Tôi nghe phong phanh là 3-4 cái rồi đó. Con cái à? Cái điện thoại gì? Thôi cảm ứng. Cảm ứng như ai mua? Mẹ mua. Mẹ mua rồi mẹ đi làm gì? Bán đồ. Mẹ bán đồ ngoài chợ, mẹ bán rau ngoài chợ phải không? Ừ. Rồi mẹ để dành tiền mà mua cho cái điện thoại rồi sao đập? Mua điện thoại không đúng em muốn.
không nói em muốn giờ bây giờ không có tiền sao mua điện thoại em muốn mua điện thoại cũ nhưng mà em dài suối mẹ em mua điện thoại 3 triệu. Ừ không hết đập không biết đập luôn đập luôn trời ơi kêu con hỏi 800 được rồi mua gọi dữ à mua gọi cho cố sát rồi cố rồi đập rồi, lấy tiền lại được không không sao đập chi đập cho đỡ tức trời ơi ngày chữ hoài nhưng chó ngu chứ tức quên chết không chết đập điện thoại đập đầu chết luôn được không giải thoát cho bản thân mình hả giải thoát cho bản thân hay là giải thoát cho cái nhân vật ở trong game giải thoát cho tất cả mọi người vậy hả chứ sống gì sao sống nổi ừ. Mẹ quýnh như có sao tại lì quá anh chị tại biểu mà quay lì làm hết công việc công bạn mà quýnh như quan ừ. Làm hết công việc là quan sạch sẽ đâu tốt rồi. rồi từ lúc có đập cái điện thoại ra rồi bây giờ có đập cái gì nữa không hết rồi có đập son nè chén dĩa rồi tủ rồi trong nhà không có đập gì cho mày cà đầu hả có đập tivi không không tivi đập gì tivi là tôi sửa không á má tôi hư tôi sửa không á sửa thành công quá thành công luôn thành công luôn giỏi dữ vậy giỏi không giỏi bị gì mà sửa công nghệ không tin tôi là một bụng mà một bụng luôn học lớn của ta học lớn của ta hẹn chi chơi game giỏi là phải rồi nghe không nghe giỏi sao không giỏi hả công nghệ thông tin đâu kể vài vài chiêu nghe chơi hệt hắt luôn á hả chơi như hắt vậy chơi như hắt vậy ha chơi giỏi như là gồ mà mình hắt như bà rồ vậy á à chơi mà thấy bắn cái đùng cái chết luôn ừ cái đùng bắt đầu luôn chết luôn rồi hiện tại trong cái game đó là nhân vật tên gì Alok tên Alok ha rồi được cấp mấy rồi cấp full full rồi coi là cấp cao cấp của cao cấp luôn rồi cao cấp luôn rồi binh đồ gì trong đó rồi full đồ luôn rồi full đồ luôn hả ví dụ ha heo bực súng gì AK kỳ lân luôn chơi game 3 năm rồi cao thủ luôn giờ full nít luôn cái này là cao thủ ẩn danh luôn rồi cao thủ rồi trong cao thủ luôn á ở Vĩnh Long là đứng thứ mấy rồi đứng top đại gia top đại gia luôn hả trong đó có top gì với top gì top đại gia với top kinh nghiệm rồi bây giờ top đại gia luôn ở Vĩnh Long luôn top đại gia tới đâu nhưng mà ở trong game thôi ngoài đợi luôn đại ca mà sao gì ở trong game mà đại gia ở ngoài chắc là ở ngoài làm đại ca hả ở trong đại gia mà ở ngoài đại ca đại gia đại ca đập điện thoại chơi game tại mình nhìn mình những người chơi game á là con mắt nó thâm quần à thức không đêm phải. Cha mẹ mua điện thoại 3 triệu mà tôi kêu mua có 800 à tài lanh cái tờ chơi hai sạp phải đúng mua 800 tôi có đập đâu mua gì 300 chứ vậy mua 3 triệu chứ mua mắt có ngày chứng ta không à ghét đập luôn rồi tự nhiên đập cái mắt 3 triệu uổng không uổng đập gì đập cho đỡ ghét không mấy mốt đừng đập nữa tiền bạc đập đỡ tức kiếm tiền cực khổ lắm bây giờ dịch bệnh là khó khăn làm coi khó khăn lắm đó đừng có đập đồ đập ấy nữa có vậy tao vô bệnh viện tâm thần người ta khám bệnh là bị rối loạn cái hành vi và không kiểm soát được hành vi của mình là phải rồi rồi mấy mốt không có đập nữa nha phải rồi thì qua tìm hiểu thì cũng biết là đập em ấy là khai thật là đã chơi game và có những cái hành vi giống như ở trong game và giống như là ba mẹ hay bị la mắng là do chơi game nhiều rồi xong rồi đập điện thoại luôn và bỏ nhà ra đi đó do là ba mẹ không có cho chơi game nữa rồi bắt đầu là bỏ nhà ra đi đó. Do chơi game giết rồi bị ám ảnh ở trong game luôn giống như là không biết như thế nào rồi bây giờ bỏ nhà ra đi rồi tính không đi về luôn không rồi có tính chơi game nữa không bỏ dám nữa đam mê mà đam mê luôn game với đối với em là đam mê đâu cái gì game đối với em là đam mê game đối với em là đam mê đam mê đam mê là không bao giờ cuối cùng không bao giờ bắt cuộc trời ơi thể hiện tinh thần dữ vậy hả yeah đi pha du lịch thôi đi ông ơi đi pha liên quân UBG có biết chơi BG nữa ô tô cái trời chơi tao bỏ con đó bắn là nát đầu luôn á bắn là bắn rocket không á chứ rocket mà một phát mà chết luôn bắn rocket không chứ liên quân nữa hơn rocket một giờ nữa chơi liên quân nữa cái gì mà rocket một giờ đây rocket súng á mọi bắn cái đụng cái chết luôn á đó là hay chứ chơi game mà ổng thể hiện cái tinh thần chơi game thiệt dữ dằn luôn.
Liên quân vô địch nữa. Góc két là bắn cái chết luôn, liên quân nữa. Liên quân là đánh ngô không là mình nâng cấp về la mà mắc luôn. Leo vào mắt luôn. Trang phục mắt luôn. Cao cấp của cao cấp luôn. Cao cấp của cao cấp. Trời ơi chơi gì dữ vậy trời. Quân tướng quân trang phục luôn Phương Ngọc. Rồi chơi thôi, cái thời gian chơi của mình là từ mấy giờ tới mấy giờ? Từ 0 giờ tới 0 giờ. Là nguyên ngày chơi luôn. Ừ. Mà không làm gì hết. Không. Chơi game thôi. Chơi game thôi. Chơi game có cái game này đấy, game này đam mê. Đam mê là không bao giờ dừng lại. Trời ơi. Rồi chơi game có kiếm ra được tiền không? Có. Rồi bán nít được tiền. Một nít vậy bán được bao nhiêu tiền? Bán được tỷ. Có bán được cái nít nào chưa? Bán được mấy tí rồi. Thôi đi ông ơi. Nạp tiền cho mình bán. Chơi game thì tốn tiền, tốn sức khỏe thôi. Chứ ai đâu mà chơi game mà có tiền. Có tiền thì bộ, bán nít. Bán nít thì cũng có tiền nhưng mà không có được nhiêu đâu. Tỷ đó. Thôi đi. Mốt đừng chơi game nữa. Trời ơi, nói em là em mê. Game nói em là em mê. Nếu con thua là Free Fire. Bây giờ nếu mà trường hợp mà chọn giữa giữa ăn cơm với chơi game á, chọn cái nào? Chơi game. Chọn chơi game không ăn cơm luôn? Ăn cơm. Ăn cơm làm gì? Cơm tốn thời gian. Chơi game không tốn thời gian hả? Không. Bây giờ giữa ba. Chơi game phá chứ mẹ. Ừ, bây giờ giữa ba với mẹ với game chọn cái nào? Game. Chọn game chứ không chọn ba mẹ hả? Bây giờ giữa bản thân mình là bây giờ bản thân mình sức khỏe của mình với chơi game chọn cái nào? Game. Chọn game luôn. Game này chứ bịch. Ông game phai đâu ơi gạo quân luôn. Game là đam mê. Đam mê. Trời ơi trời. Game nói anh em là đam mê. Cuộc sống của mình này chưa giờ cuộc đời của mình lần đầu tiên gặp một game thủ như vậy nè. Thiệt là game thủ đam mê YouTube luôn. Là coi như là nghiện game, mê game cái nào mà không kiểm soát được những hành vi của mình luôn. Cái gì cũng game hết, game là đầu tiên. Game đầu tiên. Rồi đi học với chơi game chọn cái nào? Game. Còn game luôn, không chọn đi học hả? Học lắm chị. Học tốn thời gian chứ mẹ á. Có ngày gặp thầy cô, có ngày kêu bà tập cho tập không à. Vừa phiền vừa nhức đầu nó. Rồi giờ mình đi bán chó này kiếm tiền chơi game đó hả? Ừ. Hả? Ừ. Nhà còn chín con kìa. Người sao nói nhà trọ thiếu tiền 15 triệu, 15 tháng. 5 tháng 15 triệu á. Ừ. Có con gái gửi tạm giá mập rồi. Ờ. Rồi đi bán chó đằng chơi game đấy ha. Ừ. Chó là chơi game. Trời ơi. Cái gì mà chơi game hoài vậy trời. Hay là chơi game giết là bị coi như là không kiểm soát được cái hành vi của mình, bị phân như là tâm trí là không có còn nghĩ tới sức khỏe bản thân cha mẹ gì nữa hết trơn. Một trận trọng 100 điểm. Ừ. Đó, cái gì cũng game, nói chuyện 1-2 tiếng cũng game. Hồi nãy ban đầu là không có khai cái vụ game đâu. Nhưng mà mình nhìn mình biết là cái này là do chơi game giết rồi bị nhiễm game nè. Đó nên là mới như vậy. Đó, sau này là đừng chơi game nữa ông ơi. Ông chơi game giết rồi ông bị bệnh tâm thần luôn đó. Em vui mà. Vui vậy? Em chơi em là em ơi. Ừ, thể hiện tinh thần luôn. Em nói em là em ơi. Quyết tâm luôn mới ghê chứ. Đó, cái này chắc là bạn với gia đình là coi như là đưa cái này là vô bệnh viện tâm thần để mà cai nghiện, để mà cách ly với cái thế giới game. Đó. Suy nghĩ và những cái hành vi hành động của bé là bây giờ không có kiểm soát được rồi. Đó, cái này là ba mẹ mà có một người con như vậy thì nói là rất là mệt mỏi, lo lắng đủ thứ hết. Đó, thì bây giờ ngồi vậy đó, đi bán chó đi kiếm tiền nuôi game, rồi cái gì cũng game, rồi sức khỏe của mình không thấy lo lắng gì hết trơn mà chọn chơi game. Em quyết định, em tất cả cho em. Em nói em là mê. Mê là không bao giờ dừng lại. Là trời ơi, chơi game là niềm vui, chơi game là đam mê, game với em là động lực. Trời ơi, thôi thể hiện đó, mọi người thấy không, thể hiện sự quyết tâm đó kìa. Đó, người ta là đi làm cố gắng vì một cái idea, một cái ý tưởng gì đó, người ta quyết tâm là thực hiện. Còn cái này là quyết tâm chơi game, game là đam mê, game là một cái gì đó nó có thần bí ở trong cái con người của em Trí này đó. Ôi, đâu có giấu mình được đâu, hồi nãy mình hỏi đâu có nói đâu. Bây giờ cuối cùng mình mới khai ra là sao anh hay vậy, sao biết hay vậy. Đó, thì nguyên nhân là bỏ nhà ra đi, nguyên nhân là hay bị làm như là có những cái hành vi kỳ lạ như vậy là do chơi game. Nguyên nhân là như vậy.
giờ mới biết được. Trời ơi, này là phải gia đình phải như thế nào đó, bàn bạc như thế nào đó để mà cho em này đi bệnh viện tâm thần, ở trong đó một thời gian để mà uống thuốc tâm thần điều trị, để mà cho những cái hành vi đó mà không còn nữa, rồi kiểm soát được những lời nói hành động của mình mới cho về nhà. Chứ bây giờ là nếu mà để ở nhà rồi càng ngày là bệnh càng nặng hơn, rất là nguy hiểm. Và có thể là chơi game á, là trong game có những cái chiêu là giống như là bắn súng nè, hay là như thế nào đó ở trong game, thì mình không có rành, do là mình ít có chơi game nên mình không có biết, mình không có chơi game trong cái thế giới đó thì mình không có rành lắm. Nhưng mà bé sẽ làm những cái hành động đó bên ngoài đời thật thì sẽ nguy hiểm lắm, nguy hiểm đến mọi người xung quanh. Dạ, cũng chút xíu nữa gặp gia đình của bé và bàn coi như thế nào đó thì mình sẽ quay thêm cho mọi người xem. Thì nếu được thì mình sẽ cố gắng giúp đỡ bé đi bệnh viện tâm thần để mà điều trị. Chứ bây giờ còn nhẹ không điều trị, sau này là nặng, rất là khó điều trị. Dạ, cũng mến chúc quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe. Và đừng quên bấm nút đăng ký kênh để mà theo dõi được những video mới nhất của mình về em Trí này nhé. Cảm ơn.